Rồi, chào anh em nha. Sau đây mình xin giới thiệu cho anh em một con Amri Đài rất là khủng mới về. Em này đánh được nhiều dòng loa, loa Mỹ, loa Nhật. Đánh được 3 tấc, 4 tấc thoải mái nha. Tầm tiền thì rất là hay. Em này có công suất khá lớn. Em giới thiệu ở video trước rồi, em này chạy 8 sò sắc sạc ken nha. Tăng phun nguồn rất lớn, xước xi 7 màu, 4 tụ lọc rất là to. Đây, rất là nhiều nút tinh chỉnh. Hàng đẹp xuất sắc nha anh em. Hàng em bán ra là bao đẹp bao riêng cho anh em. Đây, em quay rất là kỹ, anh em ở xa mua hàng yên tâm nha. Đây, 8 sò sạc ken em trong này. QRX 307 chạy 4 nguồn điện nha. Đây là cái chuyển điện của nó anh em. Mở anh chim chuyển N2 xài 220 thì chuyển nha. Công suất là 440 W 4 kênh. Đây. Gỗ rất là đẹp nha. Mình mở ruột gan cho anh em xem nha. Rồi, mình mở ruột gan cho anh em xem đây. Đây. Ruột gan nó là 7 màu. Nguồn hai tụ nguồn với hai tụ nhỏ dưới đây. Tăng phô rất là to nha này. Nguồn lớn nên tăng phô rất là lớn. Này, ruột gan 7 màu rất là đẹp. Đây. Đây là phần rê và phần mạch âm sắc của nó. Bảy màu rất là mới luôn. Sức rất là khủng, rất là kéo được rất nhiều loa. 4 cò loa nha anh em. Rồi sau đây mình sẽ test sản phẩm cho anh em xem. Nghe. À, nhích volume là anh hát là vì nó rất mạnh, 8 sò sạc ken anh em. À, đúng như sơ là nó lên rồi. Rất là khỏe. Nghi hai bài rất là đẹp nha anh em. Loài chim.
chào anh em nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại nha. Em này rất là hiếm và rất là hay. Tiếng âm thanh xanh xui thì anh em biết rồi, rất là hay những dòng âm ly đài. Nhưng con này thì nếu tầm giá thì anh đứt mấy con 2.000x này nha. 2x thì hôm qua con này rồi rồi. Vì 2.000x nó chỉ quánh được khoảng 2.5 thôi, chứ quánh 3 tắc là rất là đuối. Cái cục nguồn của âm 2.000x và 5.000A nó có nửa cái cục nguồn đây mà nè. Nguồn rất là to nên nó nuôi được 8 sò nên nó rất là khỏe. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ nha. Giá này là 17.500, em bao ship toàn quốc. Tất cả sản phẩm em bán ra đều bao ship cho anh em cho rất là tiện. Thì tiền ship thì nó không bao nhiêu đồng, anh bán không bao ship nó cũng cực. Thử giữ phiếu đi qua đi lại nhận lại tiền nó mất công. Thôi như biếu anh em thôi. Không bao nhiêu đồng một công ly em ship 200.000, coi như là mà tiền biếu anh em cà phê. Để thu tiền nó cứ lý lý khó coi. Và chào anh em nha.